TikTok sẽ bị cấm. Mới đây, hai viện Mỹ đã thông qua một bộ luật nhằm cấm TikTok. Tuy chỉ là bước đầu tiên, nhưng nếu được thượng viện và tổng thống ký duyệt, TikTok sẽ bị cấm. Hãy cùng tìm hiểu TikTok là gì và tại sao Quốc hội Mỹ lại muốn cấm nó. TikTok là một nền tảng mạng xã hội chuyên chia sẻ video ngắn, được thành lập vào năm 2016 bởi ByteDance, một công ty Trung Quốc có trụ sở chính ở Bắc Kinh. Dựa theo luật an ninh mạng của Trung Quốc, tất cả công ty phải giao dữ liệu cho chính quyền Bắc Kinh khi được yêu cầu và hoàn toàn không có ngoại lệ. Chính vì điều đó cho nên khái niệm công ty tư nhân ở Trung Quốc là một điều rất mơ hồ. TikTok là phiên bản quốc tế của Douyin và có trụ sở chính ở Singapore, nhưng chủ sở hữu vẫn là ByteDance. Trên giấy tờ, TikTok và Douyin là hai công ty riêng biệt. CEO của TikTok đã nhiều lần bảo đảm rằng họ chưa bao giờ hợp tác hay giao dữ liệu cho chính quyền Bắc Kinh, nhưng các nhà lập pháp Mỹ không tin tưởng vào điều đó. Vì lo sợ TikTok sẽ trở thành mối đe dọa đến an ninh quốc gia, cho nên một số nước đã có chính sách cấm. Nổi tiếng nhất là Ấn Độ, đã cấm hơn 59 app của Trung Quốc, trong đó có TikTok vào năm 2020. Ở Mỹ và các nước châu Âu, một số cơ quan công quyền đã cấm nhân viên cài TikTok trên thiết bị công vụ. Nhìn rộng hơn, Quốc hội Mỹ lo sợ nếu một công ty trực thuộc Trung Quốc khi nắm quá nhiều dữ liệu của người dân, họ sẽ dễ dàng lợi dụng để thao túng thông tin và bầu cử. Sau vài năm cân nhắc, vào ngày 13 tháng 3 năm 2024, Hạ viện Mỹ đã thông qua bộ luật nhằm cấm TikTok với số phiếu là 352 thuận và 65 chống. Đây được coi là một nỗ lực lưỡng đảng. Bây giờ chỉ cần Thượng viện thông qua và Tổng thống ký, nó sẽ có hiệu lực. Vậy bộ luật có gì và sẽ cấm TikTok bằng cách nào? Bộ luật không nhắc đến tên riêng của bất cứ nền tảng nào, năng tên HR7521, nội dung như sau. Cấm sử dụng và phân phối những ứng dụng nào được sở hữu bởi địch thủ ngoại trong biên giới nước Mỹ. Các ứng dụng liên quan có 180 ngày để giải quyết vấn đề, nói theo cách bình dân. TikTok là công ty của Trung Quốc đe dọa đến an ninh quốc gia. Nếu muốn tiếp tục hoạt động thì phải bán cổ phần cho một công ty không phải của Trung Quốc. Nhưng hiện tại, với mức trị giá tầm 50-100 đến tỷ, chỉ có một công ty Mỹ mới có đủ tiền để mua lại. Các công ty Mỹ sẽ bị cấm hợp tác với TikTok, trong đó có Apple và Google, chủ sở hữu của ios và android nếu không được chạy trên hai nền tảng đó tiktok coi như biến mất tiktok có bao giờ giao dữ liệu cho chính quyền bắc kinh chưa cho đến nay vẫn chưa vẫn chưa có bằng chứng công khai nào để xác nhận TikTok đã giao dữ liệu cho Bắc Kinh. Máy chủ của họ nằm ở Mỹ, Singapore và Mã Lai. Trong một đơn kiện TikTok ở Mỹ vào năm 2023, một cựu nhân viên cao cấp tên Jin Tao Yu đã cáo buộc rằng chính quyền Bắc Kinh đã theo dõi một số người hoạt động dân sự ở Hồng Kông thông qua TikTok. Tuy không đưa ra bằng chứng nào, nhưng ông ấy đã tuyên thề là mình nói sự thật. Đó có thể là bịa đặt, nhưng vấn đề lớn nhất là niềm tin sẽ khó thuyết phục khi một công ty sở hữu TikTok vẫn thuộc sự kiểm soát của Trung Quốc. Chính phủ Mỹ khó mà tin rằng Trung Quốc không tận dụng công cụ này để theo dõi người dân vì mục đích chính trị. TikTok có thể lợi dụng dữ liệu thế nào để đe dọa đến an ninh quốc gia? Đây là lý luận của các nhà lập pháp Mỹ khi muốn cấm TikTok. TikTok hiện tại có hơn 150 triệu người dùng ở Mỹ, đa dạng về tuổi, giới tính, nghề nghiệp, địa vị và địa lý. Trong trường hợp một chính quyền nào đó muốn lợi dụng dữ liệu để thao túng dư luận và chính trị Mỹ, họ có thể làm như sau. Tạo nội dung để nhắm chính xác vào đối tượng ví dụ trong một cuộc bầu cử vị trí thượng viện ứng cử viên a có quan điểm bất đồng với bắc kinh họ muốn ứng cử viên b thắng để làm vậy họ sẽ tạo nội dung liên quan để quảng bá cho a và triệt hạ b đề xuất nội dung tuyên truyền và không đề xuất nội dung phản bác tuyên truyền. Ví dụ, chính phủ Bắc Kinh thích ăn chuối, họ sẽ yêu cầu TikTok đẩy mạnh đề xuất nội dung về ăn chuối. Ngược lại, họ sẽ ngầm hạn chế đề xuất nội dung phản bác ăn chuối, đề xuất nội dung nhãn để làm giảm dân trí. Cái này thiên về thuyết âm mưu và không thuyết phục cho lắm, bởi vì nội dung được người dùng tạo ra. TikTok đề xuất nội dung theo lựa chọn của mọi người, lợi dụng thông tin cá nhân để trục lợi. Ví dụ, Anna gửi tấm ảnh nhạy cảm cho B trên tin nhắn của TikTok. TikTok sở hữu tấm ảnh đó. Nếu một chính quyền nào đó muốn trục lợi, họ có thể dùng để để tống tiền và điều khiển a nhất là nhân viên trong bộ máy công quyền sự việc không nghiêm trọng đến mức đó nhưng đây là vấn đề về niềm tin nhưng facebook và google cũng thu thập dữ liệu của người dùng thì sao tất cả ứng dụng đều thu thập dữ liệu người dùng nhưng facebook và google nằm dưới sự quản lý của chính phủ mỹ mỹ là một đất nước đa nguyên với cơ quan lập pháp độc lập và đối lập người dùng tin rằng nếu facebook lợi dụng thông tin họ sẽ bị trừng phạt facebook và google dùng thông tin để phân phối nội dung quảng cáo đề xuất nội dung và kiếm lợi nhuận giống như chính quyền mỹ nắm rất nhiều thông tin của công dân nhưng người dân vẫn không hoang mang sẽ rất khó để nói điều tương tự với tiktok vì trung quốc là phiên bản đối nghịch của mỹ nơi nào cũng thu dữ liệu người dùng nhưng quan trọng là họ dùng để làm gì tiktok đang làm gì để giải quyết vấn đề trên kể từ khi hoạt động ở Mỹ, TikTok đã chạy chiến dịch truyền thông để tạo hình ảnh thân thiện và chinh phục người tiêu dùng toàn cầu. Họ đặt trụ sở chính ở Singapore, một lãnh thổ có mức tự do kinh tế cao. Họ chọn một CEO rất là điển trai để tạo hình ảnh chuyên nghiệp. Họ biến nền tảng của mình thành một nền kinh tế thu nhỏ. Nơi đó, các nhà sáng tạo nội dung có thể phát triển sự nghiệp. Từ đó ra đời hàng loạt KOL, KOC, ngôi sao TikTok với hàng triệu người theo dõi. Để phản bác nỗ lực của Quốc hội Mỹ, TikTok đã chi tiền để đưa các nhà sáng tạo nội dung đến Washington DC để lên tiếng. Vì quá nhiều người phụ thuộc vào TikTok, nó nọ có động cơ để không muốn nó bị cấm. Riêng ở Việt Nam, với hơn 50 triệu người dùng, TikTok đã trở thành một thứ không thể thiếu. Hàng loạt nhà sáng tạo nội dung đã xây sự nghiệp của mình trên nền tảng này, kéo theo đó là các nhãn hàng và công ty dịch vụ marketing được mọc ra chỉ để phát triển trên TikTok. Mặc dù chưa có khảo sát nào, nhưng chỉ cần quan sát dư luận, bạn cũng có thể tạm kết luận là người dùng TikTok ở Việt Nam không muốn Mỹ cấm TikTok chúng nào. Các nhà sáng tạo nội dung nên làm gì trong trường hợp TikTok bị cấm? TikTok là một mô hình đột phá. Ví dụ trước đây, để nhiều người biết đến bạn thì phải mất rất lâu và rất nhiều công sức. Nhưng với TikTok, chỉ cần bạn làm nội dung hay, nó sẽ được đề xuất đến nhiều người. Một clip triệu view là điều cực kỳ khó bên YouTube, nhưng với TikTok, nó là điều bình thường. Theo quan điểm cá nhân, chúng ta nên bớt phụ thuộc vào TikTok. Bạn có thể phát triển bên YouTube, Facebook, Instagram, để khi mất một nền tảng, chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng. Nếu bộ luật thông qua, TikTok nên làm gì để không bị cấm? Đơn giản, công ty mẹ ByteDance phải bán cổ phần cho bên thứ ba, chính xác hơn là một công ty Mỹ chỉ khi các nhà lập pháp mỹ tin rằng tiktok không còn bị kiểm soát bởi trung quốc họ mới chấp nhận mỹ là một nước tự do và đa nguyên vậy tại sao họ cấm tiktok như nói trên lý luận ở đây là nó đe dọa đến an ninh quốc gia chúng ta có thể hỏi ngược lại trung quốc đã cấm facebook google và youtube vì lý do đó quốc hội mỹ cũng đang làm điều tương tự họ không muốn cấm tiktok họ chỉ muốn bảo vệ thông tin người dùng khỏi bàn tay của một chính quyền không thân thiện người mỹ nghĩ gì về việc cấm tiktok Tuy không có số liệu chính thức ở cấp quốc gia, nhưng chúng ta có thể dùng khảo sát của Pew Research vào tháng 10 năm 2023, 38% người lớn ở Mỹ ủng hộ cấm, 27% người lớn ở Mỹ không đồng ý. Các nhà lập pháp Mỹ cũng đã thăm dò dư luận trước khi đưa ra quyết định, thành phần không đồng ý lớn nhất là giới trẻ, với hơn 50% không ủng hộ và 18% ủng hộ. Hãy nêu vài lý do để cấm TikTok. TikTok thuộc ByteDance, một công ty nằm dưới sự kiểm soát của Bắc Kinh. Chúng ta có muốn đánh cược vào điều đó không? TikTok kiểm duyệt nội dung và tạo sân chơi không công bằng đối với một số người. Nếu tiếp tục phát triển, TikTok có thể xoán ngôi YouTube và Mỹ sẽ mất vị trí đứng đầu ở mảng này. Ngược lại, đây là vài lý do không nên cấm TikTok. Cách tốt nhất để cạnh tranh với TikTok là tạo một nền tảng tốt hơn. YouTube và Facebook đang làm điều đó, nhưng vì để sau cho nên họ mất lợi thế. Nhưng tương lai có thể khác. Cấm TikTok sẽ khiến hàng vạn người mất việc, nhất là những ai đã phát triển dựa trên nền tảng này. Mình cũng là một người dùng và một người xuất bản nội dung trên TikTok. Nếu TikTok bị cấm, điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ, nhưng may mắn mình đã có YouTube. TikTok là một nền tảng quá tốt nếu bạn muốn phát triển thương hiệu. Mô hình đề xuất nội dung của họ đã mang lại sự sáng tạo và ép YouTube phải cải thiện. Mình thật sự không muốn TikTok bị cấm và mong là sẽ có kết quả phù hợp cho đôi bên. Cái kết quả lý tưởng nhất là ByteDance bán 51% cổ phần của TikTok cho một công ty như Microsoft, Google, Facebook. Mỹ sẽ nắm quyền kiểm soát TikTok sẽ tiếp tục phát triển, Binance sẽ tiếp tục thu lời, người dùng sẽ an tâm và chúng ta sẽ không có lý do gì để đá kích TikTok nữa. Nội dung trên là góc nhìn cá nhân. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.